ប៉ាប៉ានឹងអកតនឹងសុខខੰងយើងចង់បានសេចក្តីសុខកុំប្រឡាក់ដោយណាអំពើបាបកុំប្រឡាក់ដោយសេចក្តីអាក្រក់នឹងអាត្មាលើករឿងមួយសម័យព្រះអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់នឹងវានាំឲ្យយើងក្តៅកាហាយក្នុងលោកនឹងផងលោកខមុកផងអញ្ចឹងយើងចង់បានសេចក្តីសុខកុំធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទាំងអស់គ្នាបងនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រោបអំពីគោឃាតកៈណានឹងនាយចន់អីចឹងជាដើម nhôm sắp thọ sắp rừng nên cô nê cô khi tất cả nè cô khi tất cả nè cô khi tất cả còn nâng cư đại kỳ đạo thật cô khi tất cả nâng cư nẹ sầm lạp cô nâng ấy vậy còn tình cô châu mà đó mà rồi có ba bài sập có ba ha sập có ba chẳng hết á tờ tam ngay ngay đây đầm rau ca nẹ tình nâng trao ơn tịch nè nẹ cầm mong sạch nâng trao ơn tịch cư còn cầm mong do cô châu mau nâng tam ca cầm mong bao dương cực nè ơ nhôm nhôm ơi nè mơ mà nè thằng ọc nè ý à thầm mạc khó là dây chọn khó là đà ờ nè ngặt hay mơ mà thầm mạc thằng ọc nè chọc chọc quát tinh cô chô mà đoan bài sập chất sập cơ ba mà rồi cơ ba chẳng áo cọt 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 cặp sầm lạp hay lụ chanh chảy sạch từ bình bắn là tùm lọp cô khiết tất cả gì ấy cọt cặp sạch cô tầng o tầng khluôn sạch lâu sạch khluôn sạch khnong sạch ấy ta đâu nâng à cứ tùm lọp cót cọt ở đây chết hộp sạch tì nâng cọt hộp tận đạt còn đạt cố nè có hơi cọt vô sạch tầng o tầng sạch tầng chân nâng vô tầng lộ nâng tìm xa tam ca cầm mong bọc nhiệt nhôm bọc dương tầng o khăn nê nâng chi tầng lọp bọc bì chìa bọc rọt tầng o khăn nê nâng bênh mà cọng nâng cư là bay tầng cọt nâng tì khô kịp tầng cả nâng nẹ xâm lạp cô nâng dơ bì nẹ nơi khá bài phép mà ngay khá miên bàn đê tê dây lư đà xâm lên cô với sạch nâng ấy cọt chắc co cô nó xâm lạp nâng à sai bên tập hôm đăng kỳ nơi mình có bài mình bàn thì vậy đăng cái vậy tầm mưa cả lại cái cặp cụ đồng bài cột cung sạch cả lại cái cặp sầm lạp nâng nhiều nhớt na tham đại tư ấy phần là khmer như vậy prap sùng quê cha dương khởi nạp bị cha na tất đăng là sùng quê cha bỏ nâng hai vừa sai lòng tờ hưng mà loan bên tập hôm dân đây vậy ngột ngạ ai kế nó vừa thọ mà đá vậy ai dương nếu mà mình thọp nó rồi thốt lư ta sầm lấy nó dương phay dương khai bà ơi ta can gặp bắt nó thẹt gặp bắt với đai dương bọt hiền và nà kê vừa thọp ra là ngay nó dễ vừa thọp mà đà đòi chẳng quạt do sạch từ lụa chẳng tứ tùm lọp quạt nắng nó ở đây chế hộp sạch thì cứ hộp tần đạt chẳng tục đạt ở bộ phân nâng thư mà hộp sạch nằm ở khuôn ra là ngay đó là ngay mỗi chanh từ lụa sạch nó vừa đôi riêng dù tới tớ mật phẹo mà lên thế bọn này nét đăng cho bà ta mật phẹp ở đây và đăng bàn ấy ta tui do à sạch đạp để tục ở đây nó do ta đam xó ta tui mật phẹp ở đây hộp ở từ đọc ở đây ta lọc mà đọc theo vinh của con rốt từ tui bọn à bọn sạch đạp để bọn anh tục ở ôn xó đam ở bọn rồi ngay nó là mật phẹp bọn một co chứ một kho mà lên hay còn nơi chăm bọn du à lời nó còn tờ tẹp với nhé bọn là môn tờ tẹp nó nhóm thưa à sạch đạp để tục ở bọn ai rồi ngay nó ở còn hộp ở hơi cô kia ta cả thơ ôn bong mình khăn ấy tê ôn chật ấy tê bằng lại bong ôn đăng tầm lọp ấy bong ta ọt sạch cả lại nâng bong hầu bái mình chỗ tê kì đại chẳng ná đại chẳng phép của con bằng đang ái tiên gặp bắt sinh nâng chứ kè hắn dưới đào xâm đào ta cô chọn nâng cầu tè nâng hai mọt cô an đạp cô từng ruột vô màu đồng bóng ọt chà ná dưới dương con là an sập phơ an cả pi đi à thamà cờ nà an ấy bằng là lự cờ nà khơi nha xong quê cho bị cha ra nà ta ọt chà ná dưới ta hai mọt cô từng rú an đạt kia do mọt từng rú rồi mà giờ mà ai bập bùn sờ chậm mưa cầm nó vì ai phò cả đời cả hai dương mạch đó là bập bùn nó khởi nó cả lấy khơi vào đây dân đang coi từ cái vi khó ba lấy vùng đang từ thử thơ mấy ai chỉ bập bùn kia dây ấy chặt chặt cho non đám tục bay vào đây chỉ sát chỉ mình nụ chỉ chặt cùng đất dân mấy con nơi từ tròn tròn nơi chỉ mui vào đây là họ đó sập liền liền luôn đấy mình đại miền dây nam miền mai để xa lên vào đây đi mẹ nó dễ chặt cho non đám nó ai chẳng vào đây à cọp vào đây là ấy con nơi tam tây nơi chỉ mui vào đây đấy mình đôi mình nuôi lợn ta kêu mình bình chất cái lên cháu nó bắn chả cho nó ăn đám ở đây bây giờ mấy cái nơi được đây đấy sờ lanh nặng non vào đây khơi vào đây chẳng kết tập sừng quay kết tập quay các ba lên đăng thà mấy cái vùng hiền dây vào đây tiền đó đòi chẳng vào đây hỏi đa tầng chiêm nâng máu phổ phồn này giờ tôi liền tắt lo cho ăn từ đó là lo ăn tới hai vào đây mà hô bòn ai sầm lo cho ăn đấy bòn chơi mau pizza anh này cái là lược à sầm lo nó đặt đó là non mót cam nó đôi thâu vực đặt khăng quê chứ gì à cam nó đôi đo pê đo vừa lì đòi chân tới cái là lược à sầm lo nó đặt đo đạt với tôi trực sầm lo nó đau à lui thề anh đạt quạt nó châu tràn bài như vậy à phải cho bọn nó vừa ao phò lên chân đúng không ai vậy mới nẹt lá lui kế
គេចាប់គេតន់គេវាយគេដំស្លាប់ទៅអ្នកខ្លះកាប់សម្លាប់គេមិនទាន់បានច្បាប់ដោះស្រាយផងគេទៅកាប់សម្លាប់វិញទៅអាហ្នឹងកម្មបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដូចថាវាចាស់ខ្លាពេកទៅវាអត់ចាំអនាគតទៅជាតិអីយាយណាដល់អញ្ចឹងគាត់ហ្នឹងដូចគ្នាដូចថាអាកម្មហ្នឹងវាអាក្រក់ខូខើពេកអញ្ចឹងទៅដូចថាត្រូវហុចផលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអត់ចាំអនាគតទៀតឲ្យដល់អញ្ចឹងទៅគ្រាន់តែលើកសម្លដាក់ដល់ក្នុងមាត់អណ្ដាតគាត់ហ្នឹងទៅជាក្តៅឲ្យលួយធ្លាក់អណ្ដាតចូលចានបាយយាយហើយភិក្ខុសង្ឃ7អង្គមកពីបិណ្ឌបាតវិញដើរកាត់ផ្ទះគាត់ហ្នឹងលឺសូរសម្លេងគាត់ស្រែកស្រែកគាត់នឹងស្រែកមុននឹងដាច់ខ្យល់ធ្លាក់ឈាមទៅធាក់ដៃទៅធាក់ជើងស្រែកដូចគោដែលគាត់អាលណ្ដាតអញ្ចឹងយាយណាអាគោដែលគាត់អាលណ្ដាតនឹងគ្នាហូរឈាមទៅធាក់ដៃទៅធាក់ជើងស្រែកណាមុននឹងស្លាប់ទៅវេទនាយ៉ាងណាមុននឹងដាច់ខ្យល់ទៅអាគាត់នឹងធ្លាក់អណ្ដាតមកហូរឈាមទៅត្រាក់ដៃទៅត្រាក់ជើងស្រែកដូចជាគោដែលគាត់អាលណ្ដាតនឹងអញ្ចឹងបានភិក្ខុសង្ឃ7អង្គទៅដល់វត្តវិញសួរព្រះជំនុំគ្នាហើយទៅសួរព្រះផន្តេភគវាបបិតព្រះអង្គដែលចម្រើនហេតុអីបានតែគោឃាតកៈគាត់ស្រែកដូចសំឡេងគោដែលអាលណ្ដាតអញ្ចឹងព្រះអង្គបានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រមើលមើលមកឃើញកម្មហ្នឹងយីបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតើអើបើអញ្ចឹងទេកម្មហុចវិបាកឲ្យហើយបើអញ្ចឹងខោគោឃាតកៈគាត់អាលណ្ដាតគោឥឡូវហ្នឹងកម្មវាហុចផលឲ្យណ្ដាតគាត់ហ្នឹងត្រូវក្តៅឲ្យលួចធ្លាក់ចូលចានបាយបើអញ្ចឹងភិក្ខុដែលដើរមកបំបញ្ញមិញហ្នឹងគោឃាតកៈគាត់ស្លាប់ទៅហើយគាត់ស្រែកទទួលវិបាករបស់គាត់ដោយសារឈឺចាប់វេទនានិងសេចក្តីអាក្រក់របស់គាត់ហ្នឹងយាយហើយដល់គាត់ស្លាប់ពីជាតិហ្នឹងទៅទៅជាតិក្រោយទៅគេកាប់គេសម្លាប់500ជាតិអាជាតិចុងក្រោយយាយហ្នឹងជាតិចុងក្រោយហ្នឹងនៅតែអត់រួចទេនៅតែព្រាមហ្នឹងគេប្រមូលគោយកមកបូជាយ៉ាញ់នៅឥណ្ឌាគេមានទម្លាប់បូជាយ៉ាញ់គេយកគោយកប្រពែ500ក្បាលអញ្ចឹងទៅគេសំលៀងក៏បាត់ឲ្យមុតគេកាប់កគោហ្នឹងចោលទាំងអស់ដោយគេមានជំនឿគោឬប្រពែហ្នឹងគេកាប់សម្លាប់ចោលដើម្បីបូជាព្រះគេមានជំនឿថាកាប់សម្លាប់បំបត្តិជីវិតសត្វហ្នឹងទៅឲ្យគ្នារួចពីសត្វតិរិឆានស្លាប់ទៅឲ្យគ្នាឡើងឋានសួគ៌កុំឲ្យនៅជាតិរិឆានទៀតគេមានជំនឿអញ្ចឹងនិយាយណាដល់អញ្ចឹងនៅឥណ្ឌាគេមានបូជាយ៉ាញ់ហ្នឹងទំលៀមទម្លាប់បូជាយ៉ាញ់ហ្នឹងគឺគេយកសត្វមកបូជាយ៉ាញ់គេធ្វើពិធីគេហើយនិយាយពីបច្ចឃាតអ្នកកាន់ក្បတ်ធំនោះចាំតែកាប់ទាំងហែក្បាលគោហ្នឹងដាក់តម្រៀបគ្នាអញ្ចឹងក្បាលប្រពែឬគោហ្នឹងតម្រៀបគ្នាអញ្ចឹងទៅគេកាប់សម្លាប់អញ្ចឹងទៅហើយគាត់នឹងចុងក្រោយអាជាតិចុងក្រោយក៏ត្រូវគេយកទៅកាប់កាត់ក្បាលដូចទៅគ្នាអញ្ចឹងដែរយាយ500ជាតិយាយគិតមើលឯងកាត់គេតែមួយជាតិដល់គេកាត់ឯងវិញ500ជាតិដូចប្រប៉ែមួយក្បាលចុងក្រោយដែលព្រាមយកមកបូជាយ៉ាញ់ហ្នឹងគាត់នឹងជាអ្នកបូជាយ៉ាញ់ដែរកាលពីជាតិ500ជាតិមុនគាត់ក៏ជាអ្នកជាព្រាមបូជាយ៉ាញ់ដែរតែងតែយកគេយកមកកាប់សម្លាប់អញ្ចឹងដល់ជាតិចុងក្រោយខ្លួនឯងត្រូវគេយកមកបូជាយ៉ាញ់ដែរឥឡូវអាត្មាសរុបមកវិញគាត់បញ្ជាក់រឿងយើងឯនេះទេថាបើយើងចង់បានសេចក្តីសុខកុំប្រឡាក់ដោយអំពើបាបតែប្រឡាក់ដោយអំពើបាបដោយគោឃាតកៈអញ្ចឹងណាយាយណាក្តៅក៏ហាយវេទនាមុននឹងដាច់ខ្យល់នឹងហូរឈាមទៅត្រាក់ដៃទៅត្រាក់ជើងស្លាប់ទៅទៅសោយទុកក្នុងនរករួចពីនរកមកកើតជាតិរិឆានត្រូវគេកាត់ក្បាលគាត់នឹង500ជាតិណាយាយគួរសង្វេគណាស់ដោយនាយចន់អីសម្លាប់ជ្រូកប៉ុន្តែជ្រូកមុននឹងសម្លាប់ហ្នឹងគាត់ចាក់ទឹកក្តៅចូលក្នុងមាត់ជ្រូកហ្នឹងដើម្បីឲ្យធ្លាក់អាចធ្លាក់នោមមកឲ្យស្អាតហើយទំលៀមទំលាប់គេអ្នកធ្វើជ្រូកហើយដល់អញ្ចឹងគេចាក់កស្រែកមួយថ្ងៃហ្នឹងដល់ទៅពេលគាត់មុននឹងដាច់ខ្យល់ទៅយាយហើយនិយាយពីកូនចៅស្លៀកពាក់ខោអាវឲ្យអត់ចេះស្លៀកទេហែកខោអាវចោលអស់ហើយតិចរត់ត្រេតលមៀលនៅអាចជ្រូកតិចរត់ត្រេតលមៀលនៅផុកតិចរត់ត្រេតលមៀលក្នុងទឹកហើយសួរតាហេតុអីបានតែគាត់ចិត្តតែហែកអោហែកចាក់ខោចោលហើយទៅលមៀលក្នុងផុកក្នុងទឹកក្នុងដីក្នុងលមួកដោយសារវាក្តៅអន្ទះអន្ទែងក្នុងខ្លួនហ្នឹងវានៅអត់សុខត្មងហ៎យាយណាដោយសារខ្លួនឯងមុននឹងចាក់កជ្រូកមុននឹងសម្លាប់ជ្រូកហ្នឹងខ្លួនឯងហ្នឹងបានយកទឹកក្តៅយកទៅចាក់ចូលក្នុងមាត់គេចាក់កគេឲ្យគេក្តៅក៏ហាយគេស្រែកគេអន្ទះអន្ទែងគាត់ហ្នឹងមុននឹងដាច់ខ្យល់វេទនាដូចជ្រូកដែលគាត់ចាក់កចាក់ទឹកក្តៅចូលរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងញោមស្ដាប់តើនេះញោមបើអញ្ចឹងសរុបមកវិញចង់បានសេចក្តីសុខកុំនាំគ្នាប្រឡាក់ដោយសេចក្តីអាក្រក់កុំឲ្យនាំគ្នាប្រឡាក់ដោយបាបនៅយាយណាមានរឿងច្រើនណាស់យាយហើយដូចរឿងនាងចេញចាដោយរឿងទេវតតអារឿងដែលទទួលផលកម្មហ្នឹងទទួលវិបាកហ្នឹងយាយណាប៉ុន្តែអាត្មាមិនអាចលើកទាំងអស់បាននេះលើកតែពីរឿងប៉ុណ្ណឹងឲ្យញោមរៀនពិចារណាទៅដូចនាងកាលយកណីអីផ្ដន់ទាគ្នាធ្វើបាបគ្នាធ្វើកម្មគ្នាគ្រប់តែជាតិចងគ្នារហូតហ្នឹងដោយសារតែប្រឡាក់ទៅដោយសេចក្តីអាក្រក់បើអញ្ចឹងទេយើងចង់បានសេចក្តីសុខម្នាក់កុំប្រឡាក់ទៅដោយសេចក្តីអាក្រក់ទៅធ្វើសេចក្តីល្អទាំងអស់គ្នាទៅទាំងផ្លូវកាយផ្លូវវិជ្ជាផ្លូវចិត្តប្រព្រឹត្តឲ្យតែល្អទៅយើងបានសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាហើយណាញោមណាសូមអនុមោទនា